Trong câu 21 nói là muôn vật đã bị bắt phục sự hư không, chẳng phải tự ý mình. Muôn vật mong rằng mình sẽ được giải cứu khỏi sự làm tôi hư nát, đặng dự phần trong sự tự do vinh hiển của Đức Chúa Trời. Tức là ngày hôm nay tôi và anh em chị em đã ở trong sự ràng buộc của tội lỗi và sự hủy hoại, sự hư mất. Đó là lý do tại sao cơn bệnh đến với con người. Đó là lý do tại sao sự chết đến với con người. Đó là lý do tại sao chúng ta thấy tất cả những gì ở trong cái thế giới mà chúng ta nhìn thấy có sự hủy hoại nó đến. Là vì tội lỗi của Adam, Eva và vẫn còn cai trị. Nhưng mà muôn vật trông đợi cái ngày mà chúng ta được sự giải phóng ra khỏi sự ràng buộc đó, khi Đức Chúa Giêsu trở lại. Không những muôn vật không thôi, lại chúng ta, tôi và quý vị, là kẻ có trái đầu mùa của Đức Thánh Linh, cũng than thở trong lòng đang khi trông đợi sự làm con nuôi. Tức là tôi và quý vị, trong cái tiến trình mà chúng ta hoàn tất chặng đường mà đi ở thế gian này để gặp Chúa, hoặc là đợi ngày Chúa đến, hoặc sự giải phóng của Chúa đến trên cái thế gian này, thì đó là ngày mà chúng ta còn trông đợi, và có những lúc mà chúng ta than thở nữa trong lòng đang khi trông đợi sự làm con nuôi, tức là sự cứu chuộc của thân thể chúng ta. Đó, sự làm con nuôi ở đây giải thích rất là rõ. Adoption, tức là the redemption of our body. Rất là rõ, sự cứu chuộc thân thể của chúng ta. Ngày hôm nay chúng ta được nhận sự cứu chuộc về tâm linh. Chúng ta được nhận sự cứu chuộc một phần nào về tâm hồn của chúng ta. Nhưng thân thể này chỉ được sự cứu chuộc trọn vẹn khi Đức Chúa Giêsu trở lại thế gian này. Ngài sẽ phục hồi lại những điều gì mà Adam và Eva đã đánh mất vì sự không vâng lời của họ. Cho nên đây là lúc mà chúng ta phải chuẩn bị. Đây là lúc mà chúng ta có những nỗi khó khăn đến trong cuộc đời của mình, có những nỗi nguy hiểm đến trong cuộc đời, thì đây là điều mà lời của Thánh Phaolô nhắc nhở tôi và anh em chị em phải làm điều gì. Vì chúng ta được cứu trong sự trông cậy, nhưng khi người ta đã thấy điều mình trông rồi, ấy chẳng phải là điều mình trông nữa, mình thấy rồi sao còn trông đợi. Song nếu chúng ta trông đợi điều mình không thấy, ấy là lúc chúng ta chờ đợi điều đó cách nhịn nhục. Cũng một lẽ ấy, Đức Thánh Linh giúp cho sự yếu đuối của chúng ta, vì chúng ta chẳng biết mình phải xin đặng cầu nguyện cho xứng đáng, nhưng Đức Thánh Linh lấy sự thở than không thể nói ra được mà cầu thay cho chúng ta. Đấng dò xét lòng người hiểu biết ý tưởng của Đức Thánh Linh là thế nào, và vì ấy theo ý Đức Chúa Trời mà cầu thế cho các thánh đồ. Ở đây nói điều gì anh em chị em? Chúng ta đến với Chúa, chúng ta nói bằng ngôn ngữ của mình, chúng ta cầu nguyện bằng ngôn ngữ của mình, phải không? Đó là điều mà chúng ta cầu nguyện bình thường. Nhưng mà anh em chị em ơi, có những điều dầu chúng ta đọc lời Chúa rồi, chúng ta cũng không biết rằng lời cầu nguyện này có theo lời của Chúa hay không, có theo ý muốn Chúa hay không. Đâu phải chúng ta đọc lời Chúa chúng ta hiểu hết được mọi điều trước khi chúng ta cầu nguyện đâu, phải không anh em chị em? Phải không? Thì đây là cơ hội mà thần linh của Đức Chúa Trời sẽ giúp chúng ta làm công việc đó trong lúc chúng ta chờ đợi ngày cứu chuộc của Chúa đến một cách trọn vẹn. Vì chúng ta phải trải qua. Chẳng hạn bây giờ tôi nói câu chuyện mà anh em chị em chúng ta vừa nghe qua đó, Vũ trong gia đình. Chuyện nó xảy đến như vậy. Chúng ta cầu nguyện bằng lời mình nghe rồi. Nhưng mà có những lúc chúng ta không biết phải cầu nguyện như thế nào trong cái giai đoạn này đây. Đây là lúc mà Thánh Linh của Đức Chúa Trời sẽ giúp chúng ta để cầu nguyện. Thánh Linh của Đức Chúa Trời giúp chúng ta cầu nguyện. Có những lúc chúng ta không biết điều chúng ta cầu nguyện như thế nào. Đó là lúc mà chúng ta cần Đức Thánh Linh. Mặc dầu tôi chia sẻ với anh em chị em là đọc lời Chúa để tìm biết ý muốn Chúa của mình cho mình như thế nào rồi mình cầu nguyện, phải không? Nhưng mà có những lúc Chúng ta đối diện với những nan đề, chúng ta không còn thì giờ để mà chúng ta tìm coi không biết cái điều mình cầu xin này có trong lời Chúa hay không. Đó là lúc mà thần linh của Đức Chúa Trời sẽ giúp chúng ta cầu nguyện. Không biết điều gì. When we face things that we don't know how to pray, this is the time we need the Holy Spirit help us to pray. Lời Chúa nói trong 1 Cô-rinh-tô đoạn 2. Rồi chúng ta thấy tại sao nhờ Đức Thánh Linh cầu nguyện. Trong 1 Cô-rinh-tô đoạn 2 câu 10 đến câu 11 thì cho chúng ta hình ảnh Đức Thánh Linh là thế nào trong cái công tác này để giúp chúng ta trong sự cầu nguyện. 1 Cô-rinh-tô đoạn 2 từ câu 10 đến câu 11. Đức Chúa Trời đã dùng Đức Thánh Linh để bày tỏ những sự đó. Nói về bên trên đó, công việc Đức Thánh Linh làm, nhưng mà điều này cũng áp dụng chung cho chúng ta. Vì Đức Thánh Linh dò xét mọi sự, cả đến sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời. Anh em chị em, tôi và anh em chị em đọc lời Chúa phải không? Mình cố gắng mình tìm hiểu để mình biết coi lời hứa của Chúa là cái gì, rồi mình cầu nguyện. Nhưng mà có những lúc mình đọc lời hứa của Chúa, mình không hiểu được. We trying to search the scripture to find out what is the promise. But even sometimes we don't understand what we read. This is the time. The Holy Spirit knows the heart of God. Thần Linh của Đức Chúa Trời biết tấm lòng của Đức Chúa Trời như thế nào để mà giúp chúng ta cầu nguyện theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Amen. Mình không biết hết được, và không ai có thể nói rằng tôi hiểu hết tất cả mọi lời hứa của Chúa cho mình đâu. Và dầu chúng ta hiểu biết hết đi chăng nữa, có những lúc chúng ta không rõ được có phải điều này là theo lời của Chúa hay không. Thì đây là lúc mà thần linh của Đức Chúa Trời sẽ giúp chúng ta trong sự cầu nguyện. Vì sao? Vì Ngài biết đến sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời nữa. Và nếu không phải là thần linh ở trong lòng người thì ai biết sự trong lòng người? The Spirit know the mystery, the will of God, and also know our heart. Đó là lý do mà thần linh của Đức Chúa Trời giúp chúng ta cầu nguyện, là lúc mà chúng ta không hiểu được điều đó có phải theo ý Chúa hay không. Hoặc là ai người trong chúng cần cầu nguyện, chúng ta cần cầu nguyện. Có những lúc mà chúng ta phải cầu thay. Anh em chị em nhớ câu chuyện trong Luca không? Cái người mà đến gõ cửa xin dùm cho người khác, đó là cầu thay. Có những người mà chúng ta biết rõ ràng để chúng ta cầu thay. Có những người Chúa muốn chúng ta cầu thay cho họ mà mình không biết điều gì, thì đó là lúc mà Thánh Linh của Đức Chúa Trời sẽ giúp chúng ta. Có thể Chúa tỏ cho mình biết để mình biết điều gì đang xảy đến cho họ để mình cầu nguyện. Hoặc là chính Đức Thánh Linh biết điều đó và dùng môi miệng của chúng ta để cầu thay cho người đó qua công việc của Ngài. When we don't know who we pray for or what we pray for, this is the time we need the Holy Spirit help us. Cho nên không phải chỉ đọc lời Chúa, biết lời Chúa không thôi để cầu nguyện theo lời Chúa. Nhưng Chúa còn ban Thánh Linh của Đức Chúa Trời để giúp chúng ta trong sự cầu nguyện, trong lúc chúng ta không biết điều mình cầu nguyện là thế nào cho phải lẽ, và không biết ai là điều mà Chúa muốn chúng ta cầu nguyện. Đó là câu ở trong 1 Cô-rinh-tô đoạn 2 câu 10-11. Và nếu không phải là thần linh ở trong lòng người thì ai biết sự ở trong lòng người? Cũng một lẽ ấy, nếu không phải là Thánh Linh của Đức Chúa Trời thì chẳng ai biết sự ở trong Đức Chúa Trời. Đức Thánh Linh biết điều gì Đức Chúa Trời vui lòng để giúp chúng ta cầu nguyện. Và Đức Thánh Linh biết điều gì ở trong lòng chúng ta không thể nói được. Anh em chị em ơi, Có những điều chúng ta không thể nào diễn tả ngôn ngữ của con người được. Mình không biết là phải nói như thế nào cho nó hợp lẽ trong sự cầu nguyện của chúng ta. Đó là lúc mà Đức Thánh Linh sẽ cầu thay cho chúng ta. Cầu thay cho chúng ta. Chúng ta trở lại trong Roma, chúng ta thấy khi mà Đức Thánh Linh cầu thay cho chúng ta này, khi mà Đức Thánh Linh chiếm ngự tâm hồn của mình để cầu thay cho chúng ta thấy ở đây nói đến điều gì? Ở trong đoạn 8 câu 26, cũng một lẽ ấy, Thánh Linh giúp cho sự yếu đuối của chúng ta, vì chúng ta chẳng biết sự mình phải xin. Thấy không? Đức Thánh Linh giúp cho chúng ta khi chúng ta chẳng biết sự mình phải xin. Đó là lúc Đức Thánh Linh giúp cho chúng ta. When we don't know, that's the time the Holy Spirit will help us in prayer. Cầu nguyện cho xứng đáng. Đó, tức là cho đẹp lòng Chúa đó. Nhưng chính Đức Thánh Linh lấy sự thở than không thể nói ra được. Đây, ở đây nói điều gì? Có những điều mình thở than mà đau khổ lắm, buồn rầu lắm, không biết phải nói điều gì trong cái sự cầu nguyện này. Thì đó là lúc Đức Thánh Linh sẽ giúp đỡ chúng ta. When we face problem, we don't know how to say the prayer that God can hear and accept and answer. This is the time the Holy Spirit will take over and help us in prayer. Đây là lúc mà Đức Thánh Linh sẽ nắm lấy cơ hội và cầu nguyện cho chúng ta. Đấng dò xét lòng người, hiểu biết ý tưởng của Đức Thánh Linh. Đấng dò xét lòng người là ai? Là Đức Chúa Trời. Hiểu biết được điều gì Đức Thánh Linh đã truyền tải lên. God know our heart, also know what the Holy Spirit bring before Him in our behalf. Help us in prayer. Vì ấy là theo ý Đức Chúa Trời, Ngài cầu thay cho các thánh đồ. Đó là công việc của Đức Thánh Linh, giúp tất cả chúng ta trong sự cầu thay. Ở đây nói như thế nào? Trong cái chỗ này có cái câu đó, có cái chữ mà nói đến thở than. Thở than. Anh em chị em, cầu nguyện mà thở than. Thở ra tức là lời nói, than tức là sự than vãn, sự chúng ta lẩm bẩm một điều gì đó, chúng ta than thở, chúng ta trách móc hoặc con người đó, hoặc là chúng ta đến với Chúa. Trong tiếng Anh nói là groaning. Đó là điều mà Chúa nhắc nhở anh em chị em chúng ta. Ở đây khi chúng ta đối diện với những vấn đề, chúng ta không biết phải cầu thay như thế nào, thì Chúa là đấng có thần linh của Đức Chúa Trời giúp tất cả anh em chị em chúng ta trong sự cầu nguyện. Vì sao? Vì điều đó rất cần cho anh em chị em trong những ngày chúng ta còn chờ đợi sự Chúa đến để chúng ta được sự giải cứu. Vì vậy cho nên báp têm bằng Đức Thánh Linh đó là một cơ hội mà Chúa ban cái sự liên lạc mật thiết của chúng ta với Đức Thánh Linh trong sự cầu nguyện. Vì thế ông Thánh Phao-lô ông nói như thế này nè, ở trong 1 Cô-rinh-tô đoạn 14. Tôi không đi sâu vào trong cái đoạn này, nhưng mà tôi chỉ muốn anh em chị em để ý một vài câu ở đây để chúng ta thấy được. Trong 1 Cô-rinh-tô đoạn 14 câu 13. Bởi đó kẻ nói tiếng lạ hãy cầu nguyện để được thông giải. Vì nếu tôi cầu nguyện bằng tiếng lạ thì tâm thần tôi cầu nguyện. Thấy không? Cầu nguyện bằng tiếng lạ là cầu nguyện mà Đức Thánh Linh cầu nguyện dùm cho mình. Vì sao? Vì mình không hiểu điều mình nói. Vì chúng ta nói trong cái ngôn ngữ mà Chúa ban cho chúng ta để chúng ta nói. We don't understand when we speak in tongue unless the Holy Spirit reveals, then we understand. That's why when Holy Spirit pray, we cannot utter the language. It's beyond our comprehensive speaking. That's why the Holy Spirit taking over. Cầu nguyện này nhá, cầu nguyện bằng tiếng lạ. Tâm thần tôi cầu nguyện, nhưng trí khôn tôi lơ lửng. Tức là the Spirit pray, but your mind don't understanding. That's why God given to us the tongue that we never learn, but He giving to us so we can pray. Đó là lý do mà Chúa báp têm bằng Đức Thánh Linh, Chúa ban cho chúng ta tiếng lạ để trong những trường hợp như thế này, Thánh Linh cầu nguyện cho chúng ta. Vì chúng ta không hiểu được điều gì mình nói cho phải lẽ, và chúng ta không biết điều gì để mà cầu nguyện trong những lúc mà chúng ta đối diện, hoặc ai là người mà Chúa muốn chúng ta cầu nguyện trong một vấn đề gì đó, thì đó là lúc mà Đức Thánh Linh cầu thay. Tức là Đức Thánh Linh cầu thay dùm, tức là the Holy Spirit taking over our not expressed language or understanding what we need to pray. Nhưng trí khôn tôi lơ lửng, vậy thì tôi sẽ làm thế nào? This is Apostle Paul say, I will pray in the Spirit and I will pray in the understanding. That means in the language that we know how to speak, that the understanding. And we also pray in the Spirit. Chúng ta sẽ cầu nguyện bằng trí khôn, tức là trong cái tiếng nói mà tôi nghe được, quý vị nghe được, hiểu được. Và chúng ta sẽ cầu nguyện bằng tâm linh, bằng thần linh của Đức Chúa Trời. Tôi sẽ cầu nguyện theo tâm thần, nhưng cũng cầu nguyện theo trí khôn. Tôi sẽ hát theo tâm thần, nhưng tôi cũng hát bằng trí khôn. Anh em chị em, tiếng lạ không phải là chỉ có cầu nguyện không thôi. Tiếng lạ còn dùng để hát nữa. Hát bằng trí khôn. Sing in the Spirit. This means sing in tongue. And sing in the understanding. Tức là quý vị ngó lên bảng nó đọc. Chúng ta ngó lên đây nè, đọc. Bài hát gì chúng ta đọc theo? Đó là hát theo trí khôn. Và hát bằng tâm linh là hát bằng tiếng lạ mà Chúa ban cho chúng ta. Cầu nguyện bằng trí khôn, cầu nguyện bằng tâm linh, hát bằng trí khôn và hát bằng tâm linh. Rồi còn điều gì nữa? Tiếng lạ được dùng cho 3 mục đích: cầu nguyện, hát, và rồi điều gì nữa? Nói bằng tiếng lạ, tức là nói một cái sứ điệp gì Chúa muốn ban cho chúng ta. Bởi vậy ở trong cái câu 13 nói là kẻ nói tiếng lạ hãy cầu nguyện để được thông giải. Đó là nói. Chẳng hạn bây giờ tôi đến đứng ở giữa hội thánh này nè, tôi nói bằng tiếng lạ mà không có lời thông giải, tất cả những điều đó vô ích cho anh em chị em. If I speak to you, I preaching to you in tongue, this means nothing. When I do that, I need to pray that God give me understanding to interpret. Khi mà tôi nói tiếng lạ giữa hội thánh này nè, mọi người ngồi yên đó, tôi nói tiếng lạ, tôi đứng đây tôi nói tiếng lạ, thì tôi phải cầu nguyện để Chúa cho sự thông giải, để mà nói cho anh em chị em cái ý nghĩa trong sự hiểu biết, để anh em chị em biết được Chúa muốn phán với mình điều gì. Nói tiếng lạ, cầu nguyện tiếng lạ, hát tiếng lạ, nói bằng trí khôn, cầu nguyện bằng trí khôn, hát bằng trí khôn. Speak in tongue, pray in tongue, and singing in tongue. Pray in understanding, speak in understanding, and singing in understanding. That's how Holy Spirit works. Đó là lúc mà Đức Thánh Linh sẽ giúp chúng ta cầu hay cầu nguyện bằng tâm linh. Vì chúng ta không hiểu, vì chúng ta không biết, thì đó là lúc Ngài sẽ làm. Đức Thánh Linh là đấng duy nhất biết được cái ý trọn vẹn của Đức Chúa Trời. Và Đức Thánh Linh là đấng duy nhất biết được lòng con người. Trong Châm Ngôn, Chúa nói là sao? Thần linh của con người như là một ngọn đèn của Đức Chúa Trời, để soi trong lòng chúng ta, biết được điều gì còn kín dấu trong chúng ta, điều gì chúng ta muốn cầu nguyện mà mình không hiểu cách để mình nói, thì Đức Thánh Linh giúp. Ở trong Châm Ngôn đoạn 20 câu 27 nói như vậy. Châm Ngôn đoạn 20 câu 27 thì nói như thế này. Tôi muốn anh em chị em chúng ta cùng nghe cái câu này rồi tôi sẽ kết thúc ở đây. Châm Ngôn đoạn 20 câu 27. Linh tánh, tức là spirit đó, linh tánh của loài người vốn là một ngọn đèn của Đức Chúa Trời, dò thấu nơi ẩn bí của lòng. Đó, cái tâm linh của mình, Chúa qua cái tâm linh của mình, Chúa biết điều gì kín dấu trong chúng ta, để rồi Ngài cầu thay cho chúng ta. Và Đức Thánh Linh biết điều gì mà Đức Chúa Trời vừa lòng, Đức Thánh Linh cầu thay cho chúng ta. Cho nên anh em chị em, cầu nguyện không phải chỉ có trong ngôn ngữ chúng ta nói để hiểu thôi, nhưng mà còn trong ngôn ngữ của Đức Thánh Linh. Cho nên anh em chị em nào đã được bao têm Đức Thánh Linh, tôi khích lệ nên cầu nguyện trong cái ngôn ngữ đó, càng nhiều càng tốt. Vì ông Thánh Phaolô ông nói rằng tôi nói tiếng lạ nhiều hơn tất cả mọi người. Đó, nếu chúng ta đọc hết đoạn 14 chúng ta sẽ thấy điều đó. Cho nên cầu nguyện không phải chỉ có trong sự ngôn ngữ hiểu biết, nhưng còn cầu nguyện trong Đức Thánh Linh nữa. Cầu nguyện. Bởi vậy ông Thánh Giuđê nói như thế nào? Hãy nhân Đức Thánh Linh mà cầu nguyện. Đó là như vậy. That's why Jude say, pray in the Holy Spirit. How do you do it? You need to have a tool to do it. Pray in understanding. How do we do it? We need to have the language that we understand to pray. Cầu nguyện trong sự hiểu biết là làm sao? Chúng ta phải có cái ngôn ngữ mà mình hiểu thì mình nói. Cầu nguyện trong Đức Thánh Linh cũng như vậy. Chúng ta phải có một cái phương tiện, phải có một cái dụng cụ. Đó là ngôn ngữ mà Chúa ban cho chúng ta qua báp têm Thánh Linh. Cho nên anh em chị em nào chưa kinh nghiệm được đó, hãy khao khát xin Chúa Giêsu báp têm bằng Đức Thánh Linh cho mình. Chỉ có Chúa Giêsu làm báp têm bằng Đức Thánh Linh cho mình thôi. Tôi không làm được, tôi chỉ cầu nguyện giúp anh em chị em thôi. Và lòng chúng ta phải khao khát để chúng ta có cái phương tiện đó giúp chúng ta trong sự cầu nguyện, trong những lúc mà ngôn ngữ chúng ta không thể nào nói được. Tại vì có những lúc những điều nó xảy đến quá sức chúng ta. There will be time things happen in our life. We don't have the language to express. The same thing. We don't have the language to say, to pray. Or we can't pray because it's so much to overwhelm. And then Holy Spirit will help us to pray. Đó là điều mà tôi khích lệ anh em chị em. Chúng ta cùng đứng lên, chúng ta hướng lòng Chúa, chúng ta cầu nguyện.